Tinh trùng của một người đàn ông quan trọng như thế nào đối với sức khỏe thể chất, tinh thần và tâm linh? Tham dục có ảnh hưởng gì đến cuộc sống chúng ta và có ảnh hưởng gì về mặt tâm linh? Trong video này, chúng ta cùng tìm hiểu về những khía cạnh này của tà dâm và tham dục. Bạn thấy đấy, chúng ta cũng là động vật, chúng ta có những khía cạnh sinh lý và chúng ta không thể che giấu nó luôn ở đó. Cơ thể có những nhu cầu của nó, giống như có sự đói khát về thể chất, chúng ta cần ăn. Tương tự như vậy, chúng ta cũng có bản năng giới tính. Tốt nhất chúng ta nên tiếp cận nó đúng với bản chất của nó. Nhưng hiện nay vấn đề trên thế giới là những tổ chức tôn giáo trên thế giới đã bày tỏ thái độ rằng những khía cạnh sinh lý này của con người là sai trái. Bởi vì truyền thông này mà một số nền văn hóa bắt đầu che giấu nó, chúng ta cũng bắt đầu che giấu nó đi vì sợ bản thân bị lên án. Nhưng sự che giấu không có nghĩa là nó mất đi, dường như càng che giấu, nó càng biểu lộ bản chất nhiều hơn. Vậy giờ nên che giấu hay cổ vũ nó? Chúng ta không chỉ nói về vấn đề khiêu dâm, chúng ta nói về các khía cạnh sinh lý của con người. Khi nói về khía cạnh sinh lý con người, chúng ta không xem nó là điều sai trái, mà chúng ta chỉ coi nó là khía cạnh bên lề của cuộc sống. Trong phương diện vật chất, giống như nghệ thuật đền đài, bạn thấy những pho tượng thể hiện những nền văn hóa của con người. Bạn chỉ có thể nhìn vào đó, bạn không thể thay đổi hay xâm nhập vào đó. Chúng ta luôn là người qua đường và coi đó là điều bên ngoài phạm vi cuộc sống. Chúng ta không thể cố gắng để đi sâu hơn, nhưng đồng thời chúng ta cũng không thể phủ nhận sự có mặt của nó. Không tôn vinh cũng không phủ nhận là một khía cạnh quan trọng, giống đạo Trung Dung của Lão Tử và sự bình tâm trong đạo Phật. Chúng ta luôn ở thế quân bình và trung lập với mọi quan điểm bên ngoài mình. Điều đầu tiên, tinh trùng của một người đàn ông quan trọng như thế nào đối với sức khỏe thể chất, tinh thần và tâm linh? Tinh trùng là cơ sở cho sự tồn tại của bạn về mặt thể chất. Cho dù bạn là đàn ông hay phụ nữ, thì bạn đều cần tinh dịch để tồn tại trên đời này, bởi vì nó chiếm 50% trong quá trình sản xuất ra con người. Chúng ta có da và các tế bào biểu mô, chúng ta có tóc và nhiều bộ phận khác trong cơ thể, như tim, gan, thận và rất nhiều thứ khác. Những tế bào này đóng một vai trò nhất định trong cơ thể, theo cách của riêng nó. Còn riêng tinh trùng, nó đóng một vai trò quan trọng vượt bậc, bởi nó có thể tạo ra một sự sống mới. Ngày nay người ta có thể lấy một tế bào biểu mô và tiến hành trong phòng thí nghiệm, và nó có thể nhân bản ra một người giống y chang bạn. Nhưng cho dù khoa học có vượt bậc như vậy, thì nó không tạo ra sự năng động tương tự như tế bào. Còn riêng với tinh trùng, đó là tế bào tiềm năng nhất mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Chúng ta có thể ví nó giống như là kim cương, một hợp chất ổn định và kết cấu vô cùng chắc chắn. Nó là thứ cứng nhất và cũng là thứ quý giá nhất. Nếu bạn biết cách sử dụng nó một cách đúng đắn, chẳng hạn như để tạo nên những đứa trẻ, thì đó là điều tuyệt vời mà sự sống ban tặng cho chúng ta. Nhưng nếu bạn lãng phí nó để phục vụ cho những mục đích khác, như thủ dâm hay để lên ga trải giường ở nhà nghỉ, thì đó là cách bạn đang không kiềm chế được bản thân mà lãng phí kim cương của cơ thể. Hãy nhìn theo hướng vật chất hơn. Mọi khía cạnh trong cuộc sống đều là những phản ứng hóa học, và mọi thứ đều là năng lượng. Ví dụ như, để tạo ra một tế bào biểu mô, cơ thể sẽ tiêu hao bao nhiêu năng lượng, và nếu bạn tạo ra một tế bào gọi là tinh trùng, thì lượng năng lượng mà cơ thể phải tiêu hao sẽ rất khác nhau. Điều này có thể chứng minh bằng khoa học. Trong Đông y có một công thức như thế này: cứ 40 gram máu, cơ thể mới chế tạo ra 1 gram tinh trùng; cứ 40 gram tinh trùng mới chế tạo ra được 1 gram tủy xương; cứ 40 gram tủy xương mới chuyển hóa chế biến thành 1 gram tế bào não. Các nhà khoa học cũng từng nói rằng, nếu tiêu thụ quá nhiều phim khiêu dâm và thủ dâm, não bộ con người sẽ bị teo lại, khiến bạn giảm trí nhớ và năng lực xử lý tình huống kém đi. Vì vậy hãy nhìn về mục tiêu cuộc sống của bạn. Khi bạn muốn đầu tư năng lượng vào đâu, thì bạn cần biết cách phân bổ năng lượng một cách hợp lý. Mỗi người trong chúng ta chỉ có một lượng năng lượng nhất định. Và nếu bạn muốn phát triển sức mạnh tâm trí, thì bạn cần hạn chế năng lượng để sản xuất ra tinh trùng. Và cho dù bạn đang sử dụng nó vì mục đích gì đi chăng nữa, thì nó đều phụ thuộc vào mục đích sống của bạn. Mọi thứ trên cơ thể đều được chuyển hóa, do đó rõ ràng là bạn biết rất rõ tiềm năng của bản thân. Nếu bạn biết cách khám phá sức mạnh bản thân, bạn hoàn toàn có thể điều khiển được cuộc đời theo ý muốn của mình. Hãy xem giả sử tôi đưa cho bạn tất cả các nguyên liệu để nấu món súp, cùng một nguyên liệu cho tất cả các loại. Bạn có nghĩ rằng tất cả chúng ta sẽ tạo ra cùng một loại súp giống nhau? Chắc chắn là không phải không. Đúng vậy, với 50 người, bạn sẽ tạo ra 50 loại súp khác nhau, từ cùng một nguyên liệu giống nhau. Đó là điều xảy ra với tất cả chúng ta hiện giờ.
Tất cả chúng ta có những nguyên liệu như nhau, cơ thể như nhau, nhưng hãy xem chúng ta khác nhau đến thế nào. Nó có nghĩa là, tùy thuộc vào việc bạn thuần thục những kỹ năng nào, bạn sẽ đi về hướng phát triển bản thân như thế. Điều thứ hai, tham dục có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bạn về mặt tâm linh? Khi chúng ta nhìn theo hướng luật nhân quả, có một sự khác biệt rất lớn giữa việc chúng ta làm những gì chúng ta thích và làm những việc cần thiết. Khi bạn làm những việc cần thiết, thì bạn sẽ không còn lựa chọn cảm xúc vào điều đó, rằng tôi thích thứ này và tôi không thích thứ kia. Chỉ cần bạn vượt qua khỏi giới hạn này, thì 90% vấn đề trong cuộc sống của bạn sẽ được giải quyết. Bởi vì cỗ máy tạo ra nghiệp quả chính là sự ràng buộc cơ bản của cảm xúc. Tôi thích điều này, tôi không thích điều kia, tôi yêu việc này, tôi ghét việc kia. Một khi bạn phân chia tạo hóa ra như vậy, khả năng của bạn cũng chỉ giới hạn ở nhận thức của bạn, mà nhận thức mỗi người thì đều có hạn. Một khi bạn chạm tới chiều không gian, mà chúng ta gọi là cội nguồn của tạo hóa, mọi thứ sẽ nằm ngoài tầm tay bạn. Và khi đó, bạn đang gián tiếp đạt được những điều bạn mong muốn. Hãy chú tâm vào những điều nhỏ bé quanh bạn, chú tâm vào từng suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Chúng ta không ngừng tạo ra những nút thắt ràng buộc mình. Bằng việc thể hiện cảm xúc yêu ghét của mình, bạn đang không ngừng xây bức tường giới hạn bản thân. Và điều này cũng đúng với việc tham dục, bạn càng yêu thích nó, bạn càng ràng buộc bởi nó. Điều đó cũng có ý nói rằng, bạn đang buông lỏng kỷ luật của bản thân, mà không kiểm soát được ham muốn của mình. Khi được sinh ra là một con người, khía cạnh sinh lý của chúng ta không phải là phần quan trọng nhất trong cuộc sống. Khả năng bộ não được tạo ra là để phát triển trí thông minh của bạn, để nó là phần đi trước cuộc đời bạn. Và nếu bạn trở nên có ý thức, nó sẽ điều khiển cuộc đời bạn theo hướng ý thức đó. Và ý thức không nên là phần đi sau nhu cầu sinh lý của bạn, khía cạnh sinh lý chỉ quan trọng đối với một con vật. Đối với chúng, tình dục quá độ thì không sao, bởi vì đó là tất cả những gì chúng biết. Nhưng khía cạnh sinh lý không nên là phần quan trọng đối với con người. Nó chỉ nên là một phần nhỏ trong cuộc sống của chúng ta. Điều này không có nghĩa rằng chúng ta phủ nhận hoàn toàn nó, nhưng chúng ta cũng không nên cổ vũ nó. Bao nhiêu mới đủ cho bạn, bạn là người biết rõ nhất. Khi chúng ta sinh ra và có mặt trong cuộc đời này, không phải để khám phá khía cạnh sinh lý của mình, đừng nên lãng phí thời gian quý báu của mình với khía cạnh sinh lý, bởi vì nó sẽ hạ thấp khả năng của bạn. Một sinh vật đã tiến hóa để có trí thông minh riêng như con người, thì phải vượt lên khía cạnh sinh lý. Hãy nhìn xem trí thông minh của loài vật. Nó chỉ hoạt động vì bản năng sinh lý mà thôi. Làm sao để có thức ăn, làm sao để thu hút được bạn tình, cuộc sống của nó chỉ đơn giản là vậy. Nếu trí thông minh của con người cũng hoạt động như vậy, thì bạn đang đi ngược lại quá trình tiến hóa, đó là điều không cần thiết. Có một câu chuyện kể rằng, một nữ Phật tử có lòng hướng Phật, biết lo cho nỗi khổ niềm đau của những người thân bên cạnh. Cô thấy em trai mình lấy phải người vợ không nết na, chỉ biết ăn chơi sa đọa, tham đắm sắc dục, vô tâm với chồng. Trong khi em trai mình lại là người hiền lành thật thà, chỉ biết kham nhục nuôi vợ con, chịu đựng mọi thói xấu của vợ, mà không ca thán một câu. Thấy cảnh bất công này, nữ Phật tử liền lên chùa thưa với vị thiền sư rằng: Thưa thiền sư, em dâu con là người không biết giữ đạo làm vợ, chỉ biết ích kỷ sống cho bản thân, tham đắm sắc dục, việc tốt trong nhà không màng tới, trong khi em trai con chỉ biết lầm lũi làm ăn, bỏ qua mọi thói xấu của vợ. Con thấy điều này thật bất công, Ngài từ bi đức độ, tài trí hơn người, xin nhờ Ngài đến nhà giúp con phân giải, cảm hóa giúp hai đứa em con. Thiền sư nghe vậy liền đồng ý. Khi ông vừa tới nhà, thiền sư thấy người vợ thì quần áo thướt tha, son phấn đầy người. Trong khi nói chuyện, cô ấy chỉ chú ý đến móng tay của mình, một ly nước trà cũng không mời thiền sư. Trong khi người chồng ăn mặc có phần tuềnh toàn, vẻ mặt khắc khổ, thiền sư liền hỏi người chồng rằng: Này anh xem bàn tay của tôi ngày nào cũng nắm lại như thế này, anh cảm thấy thế nào? Người chồng ngờ nghệch không hiểu, anh lúng túng gãi đầu. Cô vợ thấy vậy liền nhanh miệng nói: Nếu tay của thầy lúc nào cũng nắm như vậy, thì trông giống như người có tật, quái dị. Thiền sư lại hỏi tiếp: Vậy thưa phu nhân, cô xem nếu như bàn tay của tôi ngày nào cũng xòe ra cứng đơ như thế này thì sao? Cô vợ trả lời một cách hời hợt rằng: Hình dáng này cũng là quái dị. Thiền sư mỉm cười nói: Phu nhân, cô nói không sai, đây đều là quái dị. Nếu người nào chỉ biết một bề, lo hưởng thụ về mình mà không quan tâm đến bất cứ ai, không biết tích đức làm việc thiện, thì đó cũng là quái dị, giống như bàn tay chỉ biết xuề. Và ngược lại, người nào chỉ biết phiến diện một chiều, không biết xả ly, thì đó cũng là quái dị.
Mọi thứ trong cuộc sống cần sự hòa hợp cân bằng. Giống như đồng tiền cần được lưu thông, sự sống cần được tuôn chảy. Lúc cần xả thì nên xả, lúc cần nắm thì nên nắm, lúc cần làm việc thiện giúp đỡ người khác thì nên làm. Lúc cần sửa đổi thói xấu thì nên sửa đổi, tùy theo hoàn cảnh mà cư xử cho phù hợp, nếu không chỉ là quái dị. Sau khi nghe xong, cả hai vợ chồng liền thấy hổ thẹn trong lòng. Lời bình, trên thế gian, có người tham lam vô độ, có người lại cứng nhắc bảo thủ. Có người buông thả bản thân, có người lại dập khuôn cố chấp, đều không phải là sống thuận theo luật tự nhiên vận hành. Cuộc sống cần sự quân bình uyển chuyển, con người cần sự rèn luyện thay đổi, mới tạo nên được dòng chảy lâu dài. Và điều cuối cùng, tại sao càng tham dục chúng ta càng đi ngược về hướng không hạnh phúc? Hạnh phúc chỉ có được khi có sự bình an, an lạc. Nếu bạn làm điều gì đó không có bình an trong tâm, trong thân, thì đố bạn có hạnh phúc cho được. Khi chúng ta tham danh, lợi, sắc dục, có nghĩa là chúng ta đang bị nó lôi kéo và điều khiển, tâm trí bạn sẽ không ngừng bị dao động. Sự dao động là những cảm xúc lo lắng, sợ hãi và muộn phiền. Do đó bạn khó lòng mà có được bình an và hạnh phúc. Nhưng khi bạn không còn tham với những điều đó, có nghĩa là bạn được tự do khỏi sự kìm kẹp tâm trí, không bị nó kiểm soát. Chúng ta nghĩ rằng mình hưởng thụ dục lạc, có nghĩa là mình được thỏa mãn, sung sướng, và đó là hạnh phúc. Nhưng đó là hạnh phúc có điều kiện, có nghĩa là bạn phải có cái này hay cái kia mới cảm thấy hạnh phúc. Và khi bạn không có được nó, bạn cảm thấy đau khổ tột cùng, đó là hạnh phúc không bền, không thực, bởi cái giá của những hạnh phúc đó khiến bạn phải đánh đổi rất nhiều. Vậy làm sao để buông bỏ tham dục? Đức Phật từng ví một số tai họa của dục lạc như sau. Dục lạc là một khúc xương trần, khi một con chó gặm xương mà không còn tí thịt nào hết, nó gặm mãi mà không có thỏa mãn. Như vậy ý nói rằng dục lạc làm chúng ta luôn cảm thấy đói khát, và nó khiến chúng ta khổ. Dục lạc là bó lúa rơm cầm ngược gió, và khi lửa đi ngược gió, thể nào cũng bị cháy tay. Dục lạc là hố than hồng, chúng ta sẽ bị cháy trụi nếu chơi với nó. Dục lạc là con rắn độc, chơi với nó, bạn sẽ bị nó cắn chết. Sự thảnh thơi và an lạc chỉ có được khi bạn vô tham. Không tham lam sẽ không bị điều gì chi phối, dẫn dắt bản thân đến sa đọa, đến lầm lũi khổ đau. Không tham lam để bản thân được thảnh thơi tự do. Và khi không còn điều gì có thể trói buộc được bạn, thì chúng ta có thể cảm nhận được hạnh phúc ngay tức thì, đó mới là hạnh phúc chân thực và bền vững nhất. Video này mình xin tạm dừng tại đây, cảm ơn bạn đã xem. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Kênh có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.